Sau khi Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ chỉ đạo quyết liệt các địa phương tập trung thực hiện xử lý các vi phạm, kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, từ ngày 22 tháng 8 đến nay, xã Hải Triều đã giải tỏa được thêm 4 vi phạm trong đó có 3 công trình vi phạm là nhà tạm với tổng diện tích 90 m2 và một chuồng trại có diện tích 450 m2 ở thôn Triều Dương. Các công trình được giải tỏa đều được người dân tự nguyện tháo dỡ với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về nhân lực và máy móc. Xã Hải Triều có tổng số 17 trường hợp vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước đó, địa phương đã giải tỏa được 11 vi phạm. Như vậy đến nay xã Hải Triều còn hai trường hợp vi phạm nữa hiện đang tiếp tục được tuyên truyền vận động trên tinh thần tự nguyện tháo rỡ và đấu giải tỏa xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2022.